Con trai cả, ông Dũng Lò Vôi nhận tin vui lớn giữa lúc bà Phương Hằng vướng vòng lao lý. Được biết, ông Dũng Lò Vôi và người vợ đầu có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái, trong đó có một cậu con trai hiện tại đang là doanh nhân nổi tiếng ở Bình Dương. Trong số 3 người con với bà Tuyết, chỉ có người con trai đầu tiên tên là Huỳnh Trần Phi Long từng được xuất hiện trên mặt báo nhưng thông tin cũng vô cùng ít ỏi. Con trai cả của ông Huỳnh Uy Dũng từng tâm sự trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn trên báo Doanh Nhân Sài Gòn rằng: "Gia đình tôi có 3 anh em, tôi là anh cả nên sớm hiểu nỗi gian truân của cha mẹ trong quá trình tạo dựng cơ nghiệp. Vì thế tôi thấy mình phải có bổn phận gìn giữ phát triển. Thời còn học tiểu học, tôi thường được cha cho đi theo trong những lần giao du gặp gỡ bạn bè, thậm chí cả khi bàn bạc đàm phán chuyện làm ăn. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng dần dần lắng nghe, tôi bị cuốn vào những chuyện làm ăn của người lớn. Thấy kinh doanh luôn phải tư duy, tìm tòi cái mới, luyện cho mình nhiều đức tính hay, như sự bình tĩnh, điềm đạm khi đối mặt với tình huống xấu nhất, và có lẽ tôi thích kinh doanh từ đó." Ngày 23 tháng 12, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương khóa 6 nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 thành viên. Ông Huỳnh Trần Phi Long, 40 tuổi, được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, thay ông Võ Sơn Điền. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương hiện có gần 700 hội viên, là tổ chức đại diện cho cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân trẻ trong địa bàn tỉnh. Tại đại hội, ông Huỳnh Trần Phi Long cho biết, thời gian tới hội sẽ tổ chức nhiều chương trình tiếp xúc để kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương các tỉnh với Bình Dương và Bình Dương với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, các hoạt động của hội sẽ gắn kết với các đoàn thanh niên, người lao động, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và làm giàu của người trẻ. Thông qua một số chương trình tiêu biểu như chương trình xúc tiến thương mại, giao thương, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đào tạo, đối thoại chính sách, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có tới hơn 4.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài FDI và hơn 59.000 doanh nghiệp trong nước. Doanh nhân trẻ Bình Dương được nhiều người nhận xét là có ngoại hình giống y hệt cha mình là đại gia Huỳnh Uy Dũng. Nhưng Phi Long khiêm tốn cho rằng mình chỉ giống được ngoại hình, còn tính cách thì vẫn phải học hỏi nhiều từ cha. Bởi ông Dũng là người có chí, mạnh mẽ và quyết đoán. Đã quyết làm việc gì thì dù có ai ngăn cản, gièm pha cũng khó thay đổi. Nhiều dự án của cha tôi bị cho là điên rồ, không ít nhân viên cộng sự hoài nghi. Nhưng cha tôi vẫn thuyết phục mọi người bằng tầm nhìn sắc bén, có cơ sở và sự tự tin. Ngay cả lúc công việc kinh doanh bế tắc, cha tôi vẫn tạo ra sự an tâm cho những người xung quanh. Từ tính cách của cha tôi hiểu ra, một người kinh doanh thành công thì phải có ý chí và biết truyền niềm tin cho mọi người. Huỳnh Trần Phi Long nói thêm. Về công việc, Phi Long từng được ông Dũng giao cho vị trí tổng giám đốc công ty Đại Nam sau khi công ty Thanh Lễ thành lập năm 1996, đổi tên thành công ty Đại Nam. Ngoài cương vị trên, Huỳnh Trần Phi Long còn xuất hiện với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sóng Thần, một trong những danh mục kinh doanh nổi bật của tập đoàn Đại Nam. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Sóng Thần là một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh địa ốc, du lịch, khu vui chơi giải trí, dịch vụ mua bán, cho thuê, sửa chữa xe hơi và đào tạo lái xe. Ngoài ra, Phi Long từng nhận được sự yêu quý rất lớn của người cha khi vị đại gia này đã quyết định lấy tên con đặt tên cho một công ty do ông thành lập, công ty Phi Long. Sau khi tuyên bố ly hôn với bà Tuyết, ông Huỳnh Phi Dũng đã kết hôn với bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, biệt danh Hằng Canada, bằng một đám cưới hoành tráng xa xỉ tại Đại Nam. Hai người đã có một cậu con trai tên Huỳnh Hằng Hữu. Huỳnh Trần Phi Long tuy là con trai cả và giữ vị trí trọng yếu trong công ty của cha, nhưng phần lớn tài sản thừa kế từ người cha đại gia đã được chia khi ông Dũng ly hôn với bà Trần Thị Tuyết. Hiện toàn bộ tài sản thừa kế có giá trị tới 1.000 tỷ đồng của ông Dũng Lò Vôi đã được trao cho Huỳnh Hằng Hữu, con trai với người vợ hai Nguyễn Phương Hằng.